Xin chào các bạn nhé, hôm nay mới kiếm được cái bình của xe điện này. Cái này là mình mua lại của đứa bạn nó, bình nó bị hỏng nên là nó để lại mình bóc cái vỏ ra rồi. Bên trong như này nhá. Cái loại này là sử dụng pin như các bạn nhá. Cái này là pin Nipo. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Có hai cái này để ép cho bình nó cứng này, đối với bình cái bằng nhựa các bạn, nhựa thủy tinh. Ở bên trong nó như này nhá, rất nhiều pin các bạn ạ. Cái này mình bóc ra như này mùi rất kinh các bạn ạ. Cái này mà nó chỉ cần hỏng một xeo là cả cái bình này yếu hết luôn, nên là xe nó sẽ không đi được. Bây giờ mình chỉ cần thay cái xeo là lại hoạt động bình thường. Một cái xeo pin này nếu các bạn mua rẻ thì phải tầm khoảng đến 100.000 một cái xeo này các bạn ạ, chỉ một xeo nhỏ này thôi. Hồi quá may là gặp thằng bạn nó có pin này, nó bán này cho. Cái này mình mua cả bộ này mới có 50.000 thôi các bạn ạ. Hồi quá. Đây này, mình bóc ra đã có quả này phòng này, nó đẩy hẳn rồi ra đây. Chắc phải hỏng các bạn ạ. Tí mình sẽ đo kiểm tra xem quả nào hỏng nhé. Cái pin này hôm nào mình sẽ chế cho các bạn xem. Chỗ này khoảng tầm phải 3 đến 4 cân các bạn ạ. Có quả này bị phồng cái cóc rồi các bạn này, nhìn trông cái trứng ấy. Quả bên này như này thôi, đây quả nhìn khác hẳn nhau, chắc quả này bị hỏng rồi các bạn ạ. Giờ mình thử đo xem quả này xem pin còn bao nhiêu vôn nhá.
Quay chắc hỏng rồi các bạn ạ. Không có tí phôn này, nhích một tí này. Mình thì đo qua bên này nó nhé. Ở bên này như này cơ mà vẫn còn hơn 3V này, chắc phải bị phòng hỏng rồi các bạn ạ. Cái dàn này ví dụ mà hỏng một quả như này nhá thì nó sẽ bị yếu hết cả, thì như kiểu là xe nó sẽ nhanh hết điện hơn, chỉ cần một quả hỏng thôi xe nhanh hết điện hơn nhá. Nhanh hết điện hơn thì người ta sẽ thay thì bỏ, thì bây giờ mình lấy lại thì vẫn bỏ quả này đi thì mấy quả này vẫn dùng chế cháo được bình thường nhé. Cái này mà chế pin 3S để cho xe RC thì quá tuyệt vời nha các bạn ạ. Quả chắc vẫn đi rồi. Mình thử đo kích thước của cái quả pin này nhé. Chiều rộng là 6,5 cm các bạn nhé. Chiều dài không? Chiều dài tầm 13,5 cm các bạn ạ. Khủng luôn các bạn ạ. Cái pin này được cái là dòng xả rất cao các bạn nhé. Mình cái này mình không biết cái này nó không để bao nhiêu mini ampere giờ hay là đây nhỉ. Quả này anh thế à, chắc đây là 4320 mini ampere giờ các bạn ạ. Ngon quá, đang yên tự nhiên thì gặp được cái bộ này. Nên nắm mới được cái bộ này các bạn nhé. Cái này mà các bạn mua nỉ á thì chắc phải tầm 100.000 một quả ấy, không ít đâu. Bình thường là mình thấy ở những cái xe đạp điện ấy thì có loại pin kiểu như này này, pin lithium này hoặc là bình như nhá, chưa thấy cái loại loại nào mà có cái pin như này nhá. Ngon quá các bạn. Bạn nào muốn mình sử dụng cái quả pin này vào nhằm mục đích gì thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới để mình tham khảo và mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.